cho số kiến của mình với những cái đốt ở trên cái thân này. Sau khi vẽ được các cái chi tiết ở trên phần đầu và phần chân thì bây giờ mình sẽ vẽ những cái chân ở trên cái phần thân này. Hai cái chân trước và mình vẽ những cái chân ở phía đằng sau này nữa. Cuối cùng mình sẽ vẽ cái phần mặt của chú kiến. Mình vẽ cho chú kiến một cái hình mắt ở trên cái khuôn mặt này. Và một cái miệng cười. Sau khi các bạn vẽ xong các cái chi tiết giống như của mình, thì các bạn sẽ dùng màu sáp để tô cho cái bức tranh của chúng mình nhé. Để tô cái bức tranh hình chú kiến thì ở đây mình sẽ dùng cái bộ màu sáp dầu này. Trước tiên là mình dùng màu cam. Mình tô vào toàn bộ phần thân của chú kiến. Trước tiên là mình tô ở trên đầu này. Hai cái sợi râu của chú kiến mình cũng sẽ tô cái màu cam này. Sau khi mình tô xong hai cái râu này, thì mình sẽ tô xuống cái đầu. Mình sẽ tô kín phần đầu của chú kiến. Chỉ trừ lại cái đôi mắt thì mình sẽ để lại. Trước khi mình tô, mình sẽ dùng cái màu của mình. Mình viền vào các cái chi tiết nét vẽ. Sau đó mình sẽ tô vào bên trong các cái chi tiết đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tô các cái chi tiết ở phía bên trong của cái đầu này. Sau khi tô xong phần đầu của chú kiến thì bây giờ mình sẽ tô đến các cái chi tiết ở dưới phần thân này. Mình tô cái phần đốt ở cổ này. Một cái đốt phía dưới của phần thân. Tiếp theo là mình tô đến cái phần thân bụng ở phía bên dưới của chú kiến. Phần thân bụng này thì mình có thể tô kín cái phần thân bụng bởi cái màu cam. Hoặc là mình tô các cái đốt, từng cái đốt một